Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, lại tiếp tục là những thông tin sức khỏe bổ ích dành cho quý vị khán giả. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về những thông tin, những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống với những chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vẫn biết rằng thận và các bệnh lý về thận nói chung có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tình dục. Và thậm chí nhiều người còn nói vui rằng khả năng hoạt động của thận thì tỷ lệ thuận với khả năng làm chuyện ấy. Vậy thực hư có phải đa dâm thì hại thận? Ngày hôm nay mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life để tìm hiểu về chủ đề này. Và đồng hành cùng với quý vị xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Tô Hiệu sẽ cùng tham gia thông tin và tư vấn thấu đáo cho quý vị khán giả. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Xin chào MC Công Nghĩa và xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, như Công Nghĩa có chia sẻ ngay từ đầu chương trình đúng không ạ? Có rất là nhiều người quan niệm rằng là khả năng hoạt động của thận thì tỷ lệ thuận với khả năng yêu của các quý ông. Công Nghĩa thì thực sự là chưa hiểu rõ vấn đề này cũng như là rất là nhiều quý vị khán giả cũng chưa hiểu rõ. Vậy thì xin được mời bác sĩ Tô Hiệu sẽ cùng chia sẻ với quý vị khán giả ngày hôm nay. Vâng, trước tiên khi nói đến vấn đề sức khỏe của nam giới thì theo quan điểm của Đông y thì phải nói đến tạng thận. Thận là căn nguyên của tình dục. Đông y cho rằng thận chủ tinh cốt và khi thận bị suy yếu thì có thể gây suy giảm tinh lực, khí lực và giảm khả năng chăn gối, khả năng quan hệ. Đó, nam giới và mắc các bệnh thận suy yếu thì sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi này, suy nhược và giảm khả năng sinh lý. Thưa bác sĩ ạ, dân gian thì có câu thế này, đa dâm thì hại thận. Không biết là đây có phải là cái cách nói quá lên để có thể là răn đe hay là mang một cái hàm nghĩa nào khác hay không? Bác sĩ Tô Hiệu có thể chia sẻ cùng với Công Nghĩa cũng như là quý vị khán giả được không ạ? Mọi hành vi quan hệ tình dục mà không đảm bảo an toàn, không đảm bảo vệ sinh đều có nguy cơ gây viêm nhiễm ngược dòng, gây nên cái bệnh lý về thận tiết niệu. Chính vì vậy mà có lẽ là dân gian người ta ví như rằng là đa dâm hại thận. Tuy nhiên ở những người mà cái nhu cầu sinh dục lớn thì cái cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái bệnh lý về thận tiết niệu với điều kiện là quan hệ tình dục về an toàn. Vâng, bác sĩ thân mến, có một bạn khán giả thì có chia sẻ với chương trình hoàn cảnh thế này, đó là hai vợ chồng bạn lấy nhau được hơn một năm thì phát hiện là chồng bạn bị suy thận độ 1. Cả hai thì vẫn chưa có con, thế nên là rất là lo lắng và hoang mang về điều này. Ngoài ra thì một số bạn bè thân thiết cũng khuyên rằng là các bạn ấy không nên quan hệ vì rất là dễ nguy hiểm đến tính mạng của người chồng. Sau khi nhận được những cái thông tin này thì cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất là buồn cũng như là hoang mang. Vậy thì ngày hôm nay xin được gửi gắm cái thắc mắc này đến với bác sĩ Tô Hiệu. Liệu rằng là suy thận độ 1 có nguy hiểm hay không và nó có phải là cái thủ phạm khiến cho các cặp đôi chưa thể có con hay không? Thưa bác sĩ. Khi nhắc đến tình trạng suy thận mạn, ở đây là suy thận độ 1, nghĩa là một tình trạng suy thận mãn tính. Đây là một cái biểu hiện bệnh lý đã tồn tại nhiều tháng, nhiều năm. Và cái tình trạng suy thận mãn này thì theo Tây y thì là không thể điều trị được triệt để, mà người ta chỉ điều trị triệu chứng và ngăn cản xuất hiện các biến chứng và nguy cơ cao hơn. Kết quả điều trị có thể tốt hơn nếu mà bệnh nhân được đến điều trị sớm và kịp thời. Đấy là quan điểm của Tây y. Còn về theo Đông y thì suy thận mạn đó là một biểu hiện của thận yếu, và thận yếu thì có thể gây suy giảm chức năng sinh lý, về giảm khí lực, tinh lực và giảm cái khả năng chăn gối, và cũng có thể đó là một cái nguyên nhân mà cặp đôi này chưa thể sinh con cũng có thể. Còn đối với trường hợp suy thận độ 1 thì độ 1 thì theo Tây y thì suy thận mạn nhưng mà mức độ cũng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng lắm, mức độ nhẹ. Vì vậy là cái quan hệ thì chúng ta có thể vẫn được quan hệ, tuy nhiên là cái số lần và cái mức độ thì nên hạn chế hơn so với bình thường.
Vâng, thưa bác sĩ thân mến, trong dân gian thì có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là nói rằng rất là nhiều loại thảo dược có thể là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý của nam giới. Nếu sử dụng thì có thể khiến cho một người khỏe và hai người vui. Vậy thì điển hình như là bạch tật lê, là ba kích là những cái loại thảo dược mà được nhắc đến khá là nhiều. Điều này thì có đúng hay không? Và liệu trên thị trường thì có những cái sản phẩm nào có chứa những cái loại thảo dược này giúp cho cái việc là tăng cường bản lĩnh đàn ông và tránh được những cái căn bệnh liên quan đến thận và đường tiết niệu, thưa bác sĩ? Vâng, nhắc về vấn đề thảo dược và thuốc đông y thì từ xa xưa các vua chúa thì đã biết dùng những cái vị thuốc, bài thuốc đông y để bồi bổ nguyên khí, tăng cường cái sức khỏe phòng the. Vì vậy là về các thuốc đông y thì có thể có cái tác dụng tăng cường chức năng sinh lý. Và trên thị trường thì có rất nhiều loại thảo dược cũng như là biệt dược có tác dụng làm bồi bổ thở thận tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý. Ví dụ như là sản phẩm Viking Man của Việt Nam, đây là một sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Còn nước ngoài thì cũng có rất là nhiều dạng. Tuy nhiên là chúng ta nên sáng suốt để lựa chọn những cái sản phẩm thực sự là uy tín và có chất lượng cao để đem lại hiệu quả tốt nhất cho người dùng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng là với những thông tin ngày hôm nay mà Sống Khỏe cùng IDC Life đã cung cấp tới quý vị đã có thêm những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn thì hãy vui lòng liên hệ theo hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình theo địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.